À, mọi người, đây là chuyên mục bán phụ tùng nha. Thì em có một cái đầu Echo 332. Thì cái đầu này ấy, thì em tháo cái chụp giật này, em tháo cái chụp giật em bán cho khách. Nói là bán cái bu ly, khách mua cái bu ly, bu ly giật ở phía trong ấy, trong cái chụp giật ấy. Nhưng mà em tháo ra cái thôi, làm biến để nguyên cái chụp giật cho bán cho khách luôn. Bán rẻ quá, khách rất là rẻ, em thật sự khách mua cái đấy quá rẻ luôn. Cái chụp giật này ấy, cái phần cái cục đen qua cái giật đấy mọi người, cái này hơi giật hơi năng lắm, con này giật hơi năng. Bán cái đó mà có 50.000. Vui thôi, em bán giống kiểu cảm xúc chế được ở đây đủ này. Trù cái lúc máy đẹp lắm, 332. Đẹp lắm nha, nói thẳng ra luôn, em nói thẳng luôn, cái này ấy, chỉ qua là nó về nó bể cái đế này thì vậy thôi, chứ có thật sự mình mua cái chụp giật với lại cái công tắc là dùng được luôn, chọn dùng được luôn, chế rồi con đầy đủ, giật hơi còn năng nha. Thì cái cục này em để cho mọi người 500.000 nha, cục máy này để cho 500.000. Nếu mà làm phụ tùng ấy thì mà con này nếu mà thợ về mua ấy, họ không làm phụ tùng đâu, họ sẽ mua thêm cái phần tay này với cái đế để chụp giật để họ dọn lên thành con máy. Nếu mà họ có đồ ấy, sẵn ấy, thì họ thay vô, tại vì con máy này hơi rất là năng. Cục lửa đâu vẫn còn nha, lửa đâu vẫn còn. Rồi 500.000 nha, không bao ship, mua thì chuyển khoản giúp em ha.